Ngày đầu tiên hôm đấy là ngày mà em vào hôm nay để nhận một cái dự án phim. Thì em có hẹn một người bạn cũng làm phim ở một cái quán cà phê ở nhà thờ. Thì cái cô này lại là bạn của người bạn em. Ê, đang ngồi uống cà phê thì cô đi ra, cô ngồi cùng nói chuyện. Thì lúc đấy em không để ý đâu, không có ấn tượng gì nhiều. Sau đấy thì em cũng tìm hiểu là cũng rất là cá tính. Thật ra cái gu của người con gái em thích ấy là không bao giờ được cao hơn em. Và không bao giờ là có nghĩa là sẽ làm cùng ở trong cái trong ngành giải ngành. trí đó, cho nên là em không thích cái điều đó. Sau dần dần thì bọn em có đi chơi, bởi vì em ở này thì em rất là ít bạn, thì em gọi anh bạn của em thì anh ấy lại hay rủ cô bạn này. Thì Tại anh là bạn đấy hình như là thích em, cho rồi nên có thích cô này. hay hay rủ em đi chơi, xong rồi lại rủ anh này, dại dột thế chứ đấy. Nó nghe là rồi còn em sao, lúc mà em gặp anh này lần đầu tiên thì cái cảm giác em sao? Lần đầu tiên anh gọi anh Tùng là anh Tùng đang ngồi ạ. Cho nên là em không biết anh Tùng thấp hơn em nên em thích lắm. Trời ơi, nhìn cái mặt thôi, nhìn cái gọi là cái avatar ấy chị, là em thích luôn, chết đẹp mê. Trai chết mê. Về sau thì em cũng chưa biết là anh ấy là có bạn gái rồi, thì là em rủ anh Tùng hay rủ anh Tùng đi chơi chung với một đám bạn. Em thích ai là hình như là nó viết hẳn lên một cái chữ trên mặt là em thích anh lắm hay sao á. Thế là bạn em vừa nhìn một cái là biết em thích anh Tùng liền. Là này tránh xa ông này ra nhá, ông này có bồ rồi nhá, tránh xa ra. Rất là nhiều bạn em đều nói như thế. Và đến một cái lần mà em hoảng hồn nhất là một người bạn nói với em là anh Tùng có vợ và có con rồi. Thì em mới quyết định là không 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 thích anh này nữa, tại vì là trời, có vợ có con rồi, né liền. Thì em có hỏi một người bạn em thì hóa ra là anh này mới chỉ cầu hôn bạn gái, mà cái việc cầu hôn bạn gái đấy rất là nổi tiếng, ai cũng biết hết, mình em không biết. Thế xong rồi tối hôm đấy em về em search trên YouTube để em xem, trời ơi khóc quá trời khóc, là gọi là như rơi từ trên tầng 48 của Bitexco xuống luôn. Em thất vọng mà gọi là tràn trề luôn. Tại vì là lúc mà em gặp anh Tùng á, là em thấy là anh Tùng có tất cả những cái điều mà em muốn có ở người đàn ông. Là anh Tùng giống như người yêu trong mộng trong luôn, mộng trừ cái em. Việc là anh ấy lùn hơn em thôi. Chứ còn chứ còn mọi thứ là gọi là vừa đẹp rồi vừa biết nhảy rồi vừa biết võ rồi chơi đàn piano rồi. Nói chung là một đàn ông chuẩn mực đó. Đó. Ủa nhưng mà tại sao không tới? Bởi vì là cô gái ấy nói có là đồng ý, nhưng mà sau đấy thì là cô ấy muốn đi du học ở bên Úc và cũng muốn là về sau là định cư ở bên đấy luôn. Còn em thì là bởi vì là công việc của em đang ở Việt Nam và em đang muốn làm theo những cái mà mình đang theo đuổi á, nên là em phát triển sự nghiệp ở Việt Nam thì em không muốn sang bên đó. Và cuối cùng là quyết định chọn cô Bông này. Anh Bông, ủa cô Bông chứ. Anh Bông đấy ạ. Anh Bông, sao là anh Bông? Bông. Tại vì là em cũng không biết tại sao, chắc em men quá, ngày xưa em toàn để tóc ngắn. Cho nên lúc anh Tùng gặp em thì anh Tùng tưởng em là less một thời gian rất dài. Có lần nào cảm thấy là trở ngại với cái vấn đề đó không? Lúc đầu mà khi mà em nghĩ rằng là mình biết thực sự Bông là ai đó, Bông là người như nào, thì em thấy có chút trở ngại. Bởi vì em thấy là có khi là kiểu cô gái này muốn quen mình chỉ để làm bình bông thôi. Bình phong chứ đúng. Bình phong, vâng, bình phong. Bông, về phía Bông thì như thế nào? Từ khi mà quen Tùng á, thì Bông có thay đổi về cái hình thức bên ngoài của mình? Em nghĩ là từ lúc mà em quen anh Tùng em mới trở thành con gái thật luôn á. Tại vì đó, tại vì đó là lý do vì sao em thích anh Tùng á. Bởi vì là anh Tùng là một người rất là đàn ông, mà em cũng là một người rất là đàn ông. Cho đến lúc em gặp anh Tùng thì em mới phát hiện ra có một người đàn ông hơn mình. Trong suốt 6 tháng đầu tiên là em gọi là yêu đơn phương anh này, thì em có suy nghĩ là em sẽ làm single mom, em sẽ không muốn có chồng, tại vì em cảm thấy đàn ông quá là tệ. Tức là tất cả mọi thứ đàn ông làm được em đều làm được, tại sao em lại phải có chồng? Nên là em sao tổng, sao? Em muốn có cô ấy muốn sao? Xin giống em ạ. Xin giống em mà. Sao em phải kể chi tiết? Đúng rồi. Tôi đặt vấn đề như thế nào nè. Lúc đấy là em bắt đầu em mới biết rằng là thần tượng mình quá mức rồi. Nghĩa là trước khi mà cô ấy mở lời ra là em muốn một đứa con, em bảo thế thì không được. Xong bắt đầu lúc đấy là gay gắt với em lắm, bảo là không cho những gì mà em muốn. Em bảo cái đấy là nó làm cả một cái vấn đề to lớn, chứ đâu phải là xin cái gì nhỏ nhỏ đâu mà xin cái cho luôn được. Trời ơi. Mà em thề mà anh bảo xin cái đấy với tuần có khi chưa chắc có chứ, phải làm việc cật lực lắm chứ đùa đâu. Mà xin cái con luôn đúng không ạ? Thì em mới nói, em bảo là thôi bây giờ như thế này, bây giờ mình cưới nhau đi. Mình cưới nhau xong bắt đầu sang năm sau thì là mình sẽ có. Thì cô không chịu, cô không muốn cưới em.
Cô chỉ nhất định muốn xin giống em thôi. Nhất định là phải xin. Tại vì bản thân em lúc đấy là em nghĩ là anh Tùng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Anh Tùng là một người rất là thương gia đình á, cho nên là anh ấy muốn sống ở Hà Nội. Nên là em nghĩ là trời, ông này có thể đi bất cứ lúc nào, nên thôi tốt nhất là mình cứ chắc ăn đi. Lấy giống. Em muốn lấy giống từ ông này. Tại vì là đẹp trai, xong rồi là còn nhiều tài nữa, rất là giống bố, cái chuyện đấy được rồi. Còn chân dài giống em là ok, là kép vào là ok. Cho nên em mới quyết định là em xin anh này. Đến lúc nào thì mới lấy được cái giống của ông? Thế xong rồi cuối cùng em lại là người bị gài đấy chứ anh. Sao cặp vợ chồng này khó hiểu quá. Thì em chỉ xin không được, trong vòng 2 tháng là em bỏ cuộc rồi. Là tới phiên ổng. Dạ vâng, bây giờ là đến phiên anh này. Đến lúc mà anh ấy sẵn sàng là bắt đầu anh gài em ngược lại. Câu chuyện là bọn em quen nhau được 1 năm ạ. Thì là bắt đầu anh có ý định ngấm ngầm, bạn có ý giống. Định gài em. Dạ, thì lúc đó em lại không chịu. Vì lúc đấy em lại không muốn cưới, em cũng không muốn có em bé lúc đấy. Lúc đấy đang vui quá mà, tại vì đang yêu nhau, đang vui. Cái lúc xin thì không cho. Cái đến lúc người ta không thèm nữa thì lại cứ bắt lấy. Thì mấy ngày hôm trước đó là anh ấy cứ rủ em đi ăn bò, với lại đi ăn hàu, xong đi ăn tùm lum tà la. Trời ơi, sao tự nhiên dạo này mới lấy được các xe phim bây giờ cho đi ăn nhiều thế. Bảo trời ơi, lâu lâu mới đưa đi ăn một lần, mà một tuần như thế, ăn suốt một tuần. Rồi đến cái lúc mà hai vợ chồng em được mời đi chụp một cái bộ hình cưới ở trên Đà Lạt. Đi lên đó thì gọi là trong người em cũng cảm thấy nó hơi kỳ kỳ rồi á. Rồi em mới bảo anh là em có cảm giác là hơi trễ trễ mấy ngày rồi. Thế xong rồi về đến Sài Gòn thì anh ấy mới bắt em là đi mua que thử thai. Thử ra 2 vạch. Thì mọi người cứ hỏi em là có được cầu hôn hay không. Đây là câu cầu hôn của anh ấy này. Alo bố à, cuối năm cưới nhá. Vâng, đấy là câu cầu hôn của anh ấy đấy. Còn em chưa bao giờ được nhận một lời cầu hôn nào cả. Là gọi cho bố vợ hả? Bố đó, anh ý bố, á dạ. Bố Tùng á, đúng không? Dạ, em bố ơi, cuối năm cưới luôn. À, như vậy là nó là con trai con gái? Dạ, là con trai được bây úi giờ rồi. Thôi xong, mừng quá. giống bố rồi, giống mẹ. Giống bố lắm á, em là đẻ thuê. Chân thì hơi dài. Dạ, chân thì lại giống em, may giống quá. Vâng. Như ý em rồi. Dạ, đúng rồi, như ý em luôn. Em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, bây giờ là được 6 tháng ạ. 6 tháng, chúc mừng hai em. Dạ, em cảm ơn. Các em là lấy nhau bao lâu rồi? Bây giờ là vài ngày nữa là được tròn 1 năm ạ. Ồ, dạ. Chúc mừng. Lễ cưới chắc vui lắm đúng không? Dạ, cũng vui ạ. Nhưng mà cũng có cái không vui. Sao? Sao không vui? Sao không vui? Cái này thì thật ra là do bọn em. Thứ nhất là bọn em làm ở ngoài Hà Nội và Sài Gòn. Thì cái ngày mà bọn em làm ngoài Hà Nội thì mọi thứ đều suôn sẻ cả. Nhưng mà bởi vì thời gian không có, thế là bọn em làm ở trong Sài Gòn hơi gấp. Thành ra là cái ngày cưới ấy, có rất ít người đến dự. Thì bản thân em buồn nhiều nhất. Cái ngày duy nhất của một người con gái trong một đời người con gái mà mình lại không làm được cho người ta vui đến mức mà người ta mong muốn, thì em thấy mình bị vô dụng. Thế anh Tùng đứng ở dưới khóc. Em không biết. Bạn thân của em chạy lên trên sân khấu luôn. Em đang chơi mọi người trên sân khấu thế. Nói là anh Tùng đang đứng ở dưới kia khóc đấy, đi xuống xem anh Tùng làm sao. Thế em đi xuống thì anh ấy nín rồi. Thì em trời, thấy thương vậy. Khóc. Hồi đêm đó khóc rồi có mừng ăn gì được không? Mừng gì nữa tết á, em sẽ mà hỏi những cái chuyện. Thì cái câu đó thì ở dưới người ta thích nghe đúng không? Mừng gì chị ơi, vừa có bầu một cái là anh ấy bắt em kiêng luôn, tới bây giờ chắc mới gần đây 1 tháng mới cho em lại á. Cho hả? Dạ cho, phải xin á, xin thật. Ủa sự. Ủa nghe nè, cho tới lúc sanh luôn. Từ cái lúc mà gọi điện cho bố là đã vâng, kiêng rồi đúng không? Là hôm sau là bắt nhịn luôn, từ đó cho tới lúc em đẻ xong tới tận tháng thứ 3 mới cho em lại luôn á. Ủa lý do gì mà em kỹ dữ vậy? Tại em muốn vợ em khỏe thôi chứ em tính là em kiêng đến tận nó 6 tháng không 1 tuổi ạ. Thực sự là không khoa học. Không khoa học. Em học cái kinh nghiệm này từ đâu ra vậy? Không biết ai chỉ. Em cũng có nghiên cứu cho bố. Em nghiên cứu xem là có được quan hệ không. Thì đến tháng thứ 4, thứ 5 là cũng được quan hệ rồi. Tại được vì rồi. Là kiêng 3 tháng đầu thôi. Thì xong em bảo với anh ấy là được, không sao hết. Người ta bảo được cái này. Em đưa Google ra em bảo được cái này. Sao ông bảo chứ em buồn cười thế nhở. Em không thấy xấu hổ à. Thế nhỡ con nó biết thì làm sao. Dạ. Thật sự ngoài đời có rất nhiều người như Tùng. Dạ. Nhưng mà em nói thật, em thấy kỳ kỳ thật ấy. Tức là hai vợ chồng giống như có ai đó đi nhìn. Vâng đúng rồi, tự dưng mình đang ấy xong rồi tự dưng nó ngồi nó nhìn nó. Nó ngồi nó nhìn. Coi như là các em đã quen nhau nhiều năm đúng không? Rồi cưới nhau như vậy, bây giờ về ở với nhau, bây giờ anh ấy có tật xấu gì không? Em nghĩ là cái việc mà em ghét nhất ở anh Tùng, thứ nhất là ngày xưa lúc mà quen em, trời ơi, nước hoa lúc nào cũng xịt thơm nức.
Còn bây giờ thì suốt ngày cả cuộc đời em chỉ có, em nghĩ là lúc ấy lấy anh ý là cả thanh xuân của em là đi ngửi tất của anh ý và ngửi quần lót của anh ý thôi. Tức là anh ý có một cái thói quen là anh ý đi làm về là không bao giờ anh ý để tất ở đúng cái chỗ quy định. Tức là tất của anh ý lúc thì ở trên bàn ăn, lúc thì ở tivi, lúc thì gọi là vứt cả vào cái đống đồ quần áo sạch em mới giặt xong. Thì tất nhiên là em phải kiểm tra xem nó là sạch hay là bẩn. Là phải hỡi. Thì ngửi, trời ơi có mấy lần em suýt ngất đấy anh ạ. Em gọi là tí ngất luôn. Cái thứ hai là mọi người thì nghĩ là rất là thích người đàn ông của mình gọi là giúp đỡ việc nhà, nhưng em thì không nha. Bởi vì mỗi lần mà anh dọn nhà là anh lầu bầu kinh khủng khiếp luôn. Ví dụ là tại sao cái bình hoa này lại ở đây nhỉ? Sao lại ở đây nhỉ? Hôm trước anh để ở trên tủ lạnh cơ mà, nhưng mà chính anh ấy là người đã bỏ xuống đấy á. Tức là mỗi lần mà anh ấy dọn là anh ấy bới hết tất cả mọi thứ ra giữa nhà, xong rồi anh sắp xếp lại. Là tủ lạnh hôm nay ở đây, ngày mai ở kia. Tức là anh ấy thích làm mới như thế. Ok, dọn thì cứ dọn đi, nhưng mà cứ cái kiểu lầu bầu ấy chị. Cứ làm kiểu nói lèm, đúng lèm, rồi. Lèm bèm. Tại sao cái nhà nó bẩn nhỉ? Tại sao nó lại như thế? Nó khó chịu lắm đúng không em? Khó chịu lắm luôn. Thôi thì buông đi để tôi làm đúng không? Đúng rồi ạ. Mà vợ em có bao giờ làm đâu. Đúng rồi ạ. Chuyện nhà, dọn dẹp nhà, cái thứ em toàn làm không? Rồi còn gì nữa Bông? Anh ấy rất là nhây. Chọc đúng không? Dạ đúng rồi. Anh ấy rất hay quay mấy cái clip mà lúc em xấu nhất. Để anh ấy đăng lên Facebook lúc mà em bầu á, em xấu xong béo. Trời ơi mà mặt anh ấy lúc mà anh ấy trêu em chị. Nào là mặt xấu đi chồng. Trời ơi thế như một con khỉ đột ấy, em thật sự luôn. Cái mặt em xấu cỡ nào Tùng cho anh coi cái Tùng. Thật ra là em làm có bao giờ là xấu được đến mức khỉ đột đâu. Đâu mà thử coi. Mong bây giờ mong kiểm chứng nữa coi. Bây giờ anh ấy không làm đâu anh ơi. Trời ơi trước mặt nhiều người là anh ấy giống như lúc nào anh cũng như là một thần tiên, một gọi là đấng thần linh ấy, nhưng mà về nhà với em anh như thần kinh ấy. Thì... đã thế trời ơi. Sao nữa em? Cái gì nữa? Đánh rắm thối khủng khiếp anh ạ. Mà anh ơi vấn đề rằng là em biết đấy là vấn đề sinh lý, nhưng không thể nào mà hai vợ chồng ở trong phòng máy lạnh đánh rắm im lặng. Xong rồi mỗi lần mà em thấy anh ấy quạt quạt cái chăn như này là em biết anh vừa đánh rắm mà. Thật sự luôn bực mình, bởi vì là một lần thôi không sao đúng không chị? Một tối mà phải 3-4 lần như thế mà em đang làm việc, em đang cầm iPad, em đang làm việc như này. Ông đánh rắm xong ông hầy, hầy. Mình biết thì mình che đi. Không, ông phải hầy đến bao giờ mà em kiểu tức điên lên đâu. Thú mới vui thôi. Đó, thú vui. Đúng rồi, thích lắm ạ. Thực sự rất thích trò đấy. Mà có nhiều hôm nhá, có nhiều hôm có nghĩa là nó không ra tiếng đâu. Em làm sao mà để nó im. Xong rồi em làm em quay lưng bên này, vợ em làm mà em chỉ cần nghe. Anh ơi! Đến là em biết là nó bay đến đấy rồi. Là em thích lắm ấy. Em không hiểu tại sao mà em lại có cái thú vui như vậy. Nhưng mà em nghĩ là khi mà người ta về ở với nhau rồi thì là những cái thú vui đấy nó là bình thường em. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà càng hiểu nhau thì càng yêu nhau mà. Trời làm chi thương nhau vì cái mùi đấy đấy. Dạ vâng, đúng rồi đấy. Rồi còn cái gì nữa không? Em có thường xuyên nấu ăn cho anh ăn không? À đấy, nói đến chuyện ăn uống, trời ơi em ghét điên luôn. Phụ nữ mình nấu ăn rất là cực đúng không chị? Nấu 2-3 tiếng nhưng mà ăn thì một lúc thôi. Thì có cái một lúc đấy rồi em nghĩ là em rất là quý trọng cái bữa ăn của gia đình á. Nhưng mà anh ấy thì cứ đến cái bữa ăn là anh và được một miếng là anh ra anh lau kèn. Xong anh ra anh chơi đàn. Xong anh ra anh cầm điện thoại. Tức là cứ đang làm cái việc nọ anh nhảy ra làm cái việc kia. Em nấu 2 tiếng đồng hồ anh ngồi ăn được 2 phút. Xong anh đi ra ngoài anh làm đủ thứ trò mà em gọi không quay lại để ăn với em bữa cơm cho nó xong ấy. Mà em đã no chưa? Dạ. Em no rồi ạ. Thì em đấy không ăn có 2 phút mà no cái gì? Không, ăn nhanh cực kỳ. Em ăn rất là nhanh. Thì em không hiểu là tại sao lý do gì mà vợ em cứ bắt em phải ngồi đấy. Xong khi mà em ăn xong rồi. Thì ăn xong rồi thì phải để cho em đi ra chỗ khác em xem tivi hay em làm việc của em đi. Không, bắt em ngồi đấy. Em còn tính đến cái nước là hôm nào em phải tạc tượng em để đấy ạ. Có nghĩa là em ăn xong là em bê cái tượng em để đấy mà. Đó là bệnh rồi. Em sợ đó là lắm. Bệnh đó. Vâng. Rồi giờ hết chứ em. Em nghĩ là còn nhưng mà thôi chắc em chỉ kể đến đây thôi. Tùng em ơi, cho anh cơ hội. Chắc Bông nó có tật xấu đúng không Tùng? Ôi nhiều lắm anh. Trời ơi. Nhiều kinh khủng anh, nhiều từ lúc mà ngày đầu tiên em gặp nó đã có rồi mà anh. Cái tật xấu của vợ em ấy là đầu tiên là như này, ăn vô tội vạ, ăn một cách kinh khủng luôn, ăn không có nếp luôn anh. Không hề có nếp thế nào. Em biết rằng là cái việc là cái người phụ nữ mang bầu thì là ăn rất là nhiều và rất thích ăn. Hai vợ chồng vừa mới ăn phở xong này, đi ra ngoài nhìn thấy bên cạnh đang rán bánh chưng, phải làm chiếc bánh chưng em về đã. Không biết có ăn không nhưng mà bắt em mua bánh chưng xong ra góc bên kia đường đang thấy có một cái quán bán xôi với cả bán bánh giò, cũng phải mua xôi và bánh giò đem về. Khi về nhà em hỏi có ăn không, thế xong rồi nói em bảo một câu bảo thôi em không ăn đâu anh ăn đi. Thì em bảo bây giờ trời ơi ăn đêm béo lắm mà em không thể nào mà em ăn được bởi vì là em đâu có đói đâu. Vợ em bảo là
người ta nói dân gian có câu ấy là bà bầu người ta ăn như nào mình phải ăn hết, không là về sau là con sẽ yếu rồi con sẽ không phải, thôi em lại phải ngồi ăn. Xong đến lúc mà em đi phim là nguyên cái bộ đồ mà bình thường em đi là em không mặc vừa cái nào hết, là cái tội là không giữ hình ảnh của em, có nghĩa là thích cái gì là mua về là không bao giờ ăn. Cái thứ hai là ở bẩn, có nghĩa là em biết là cái ngày mà thường thường của phụ nữ ấy, là em biết là cái ngày đấy rất là tế nhị không? Không, ngày đấy là đòi. Thường thường là đèn đỏ thì người ta phải dừng chứ trời. Sao anh có cho đâu mà kể. Lại không cho, trời ơi. Còn bắt em mặc áo mưa vào để cho cơ mà em không chịu chứ. Mà em biết là anh xạo thật sự luôn. Lại xạo, trên này là không được nói xạo, mình phải nói thật lòng. Được đấy. Tiếp nữa đi em. Được đấy, được đấy. Rất hay ợ. Ăn xong là kể cả có bố mẹ em ngồi đấy hay là có bất cứ ai ở đấy là ợ. Cứ nhìn vào mặt em là phải ợ cái đã. Em cảm giác như kiểu cái mặt em là cái mục đích để cho bà ấy ợ sao ấy. Mà lúc nào ăn xong cũng nhìn em mà ợ. Đấy là lý do tại sao mà em ăn xong là em phải đi dạo khác. Cái nữa là ngáp rất là to. Phụ nữ thường thường người ta ngáp người ta phải che miệng. Không. Mỗi lần ngáp ở nhà hay ngáp ngoài đường là không, là ăn hết cả thế giới. Là mở hết cỡ luôn, mở một cách kinh khủng. Có nghĩa là mở em cảm giác như kiểu là hôm đấy ngáp là sái quai hàm luôn ấy. Mà không bao giờ biết lấy cái tay để che vào mà em. Nhưng mà em có ý kiến. Không, phần này phần của anh. Không, nhưng mà em cho em ý kiến không, một cái phần này phần của anh, phần nhưng của em trời ơi, nhưng mà chị khi mà chị ngáp á mà có người chọc cái ngón tay vô cái mồm chị có khó chịu không? Lần nào em ngáp ông cũng chọc thẳng cái không, ngón mà cái tay đấy lại mồm là cái em luôn vui của em. Đúng vợ em mà ngáp cái là em chọc nguyên cả ngón tay vào mồm luôn, là lúc đấy là ngậm luôn, là không ngáp luôn. Và cái tật xấu của vợ em nữa là hay móc mũi. À, móc mũi. Vâng, hay móc mũi mà móc một cách kinh khủng, móc tôi vô tội vạ luôn. Mà có nhiều lúc mà đang ngồi mà kiểu em biết là giống như kiểu là nó thành cái thói quen rồi, không kiểm soát được rồi, nó dài ra đến tận từng này rồi mà vẫn cứ ngồi vẫn kéo một cách. trời ơi bữa đó sổ mũi hay sao vậy? Không mà bình thường nó đã thế rồi. Vâng, xong bắt đầu là kéo đến dài này vẫn kéo, đến lúc mà em quay sang em bảo vợ không nhấc ra mà đưa nó lại vào bên trong. Em mới thấy bảo trời ơi lạ thật. Không biết là cái người phụ nữ mà ngày đầu tiên mà em gặp ấy, có nghĩa là đi đứng rất là đàng hoàng, có nghĩa là ăn miếng nào là che miếng nấy, hắt xì hơi cũng che. Bây giờ tại sao lại như vậy? Đến bây giờ em không hiểu sao vợ em lại ra sinh ra cái nét